Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về Hải Tặc 568, quay về tiếp với Nick Hùng nhá. Ở đây trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ở đây có chút cái sự không để ý một chút xíu là mình cũng chưa để ý cái lịch của bên 568 lắm. Nhưng mà như ở đây hiện tại thường thì yến tiệc các server mình cầm thường hay là rơi vào tầm khoảng tầm 8:30. Nhưng tuy nhiên ở đây mình thấy là cái hoạt động Wano nó bị lẹm đi mất một tí. Tức là nói chung phải đến 8:35 mới kết thúc cái hoạt động đua tốc Wano. Nó dẫn đến việc là nếu mình cài yến tiệc 8:30 sẽ mất cái yến tiệc, đúng không? Nên thì ra có chút sự cố đấy một chút, thì lần sau chắc mình phải cài, chắc vẫn cài 8:30 như mọi khi, nhưng mà riêng cái ngày Wano chắc phải cài đến tầm 9:30, tại vì 9 giờ là dính con boss, đúng không? Thì vậy thì chắc phải cài 9:30 cho cái ngày thứ sáu. Còn những ngày khác thì cứ cài 8:30 cho đồng nhất các bên đi. Đấy, kiểu vấn đề chỗ đấy chỉ có chút vấn đề phát sinh như vậy do cái lịch ở bên này khác một số game khác, kiểu vậy. Còn tiếp theo bây giờ sau khi đánh xong cái này sẽ chạy ra để đánh cái con boss hội để làm gì? Để mình lấy cái nguyên liệu, để mình lấy cái điểm, để mình còn đi kiếm con CLC về cho sớm, chứ không phải chờ hơi lâu. Còn đây mình treo auto bình thường thôi, mình chả dùng vàng cái tính năng này làm gì, tại vì cái này xác định nạp nó còn cho nhiều hơn là đi bot ấy, nên ra cứ để đi bình thường linh tinh thôi, chứ ăn được top 10 cũng được rồi, kể cả xuống hạng 11 cũng chả sao nhé. Thì cái này thấy nó chả đáng bao nhiêu ấy, thì tập trung vào đi treo tí cho nó có thôi. Để chờ tí đánh nốt cái này, tí nữa tao sẽ vào đây còn 50 mấy giây thôi. Nghĩ chắc ăn top 10, không may mất top 10 cũng không sao nhé. Thế đấy mình thấy nó cũng không quan trọng ấy. Và khi mình đứng ở trong top 10, tức là chắc chắn điểm mình giết được rất nhiều người, đúng không? Như vậy thấy là sự tiến bộ rồi. Thứ nhất là Nick có khỏe lên, đúng không? Và thứ hai là phải đi hoạt động mới thấy được mình giết được ai. Chứ còn nếu không đi hoạt động thì chắc là chả có ai mà giết. Chờ nốt mấy giây xong chủ yếu tập trung sau đánh bot hội nữa. Hội này có vẻ vắng vẻ, chắc cũng chả ai tranh cái bot hội nhiều đâu. Thì chắc mình sẽ giết được nhiều. Mình sẽ tiêu nhiều vàng tí xíu để rút ngắn cái thời gian đấy CLC lại nhé. Còn riêng cái Wano treo cho có, còn đĩa vào cái bot hội thì mình sẽ kích qua vàng. Mình sẽ mất bao nhiêu vàng lần bỏ qua thì có thể mình sẽ kích lên một chút xíu để mình đánh cho nhanh. Rất là đôi khi chọn giải pháp tốn kém để rút gọn thời gian, chứ không thì lâu quá. Tại vì kể cả mình có cống hiến bằng vàng cũng cứ có giới hạn thôi, nên thành ra mình vào đấy luôn cho nhanh. Rồi ra đánh con boss hội nhé, chắc là không ai tranh cái con boss này đâu. Và nhìn thấy hội thì chắc là chả ai ăn luôn đấy. Cái này xem qua một lần bỏ qua mất có 10 vàng à. Không biết tiếng có tăng giá không, để bỏ qua phát đã. Mình đánh lấy cái vật phẩm rơi ra thôi, chứ cái khác mình chả quan tâm. Mất lên thành 15 vàng, à có tăng trưởng theo thời gian nha. Vậy thì chờ đợi tí xíu đã. Đánh con Django thường sẽ được nhiều hơn. Đánh thì chắc chắn là mình sẽ win rồi, không sợ thua với con đấy. Lên thành 20 vàng, có tăng theo thời gian vậy à? Không biết là sao có tăng lên nhiều nữa không nhỉ? Không dám tích vào ô bỏ qua, sợ mất nhiều vàng quá ấy. Thôi cứ chờ bình tĩnh một tí đi. Để đánh chưa chắc rơi cục ngon mà. Định kích nhiều hơn, phải chờ tí nữa xem có dừng giá không đã. Hay cứ giữ nguyên giá như vậy. Thì mình đấy luôn, để chờ một tí ấy. Có 15 phút chăm chỉ đánh chắc được nhiều. Định dùng auto click mà thôi, nghĩ lại cái server nó vắng mà. Đây mình thấy có 3 người đánh mà, nên cứ từ từ đó. Quan trọng là lấy cái khúc gỗ để đi cống hiến thì top, mình chả cần cái top này. Đánh thì auto win rồi. Nếu ra boss thì ấn bỏ qua để xem nó mất bao nhiêu thời gian. Đấy, có để thời gian nó chờ đếm ngược thì. Đánh nhanh con này nào, Morgan. Để xem tiếp phát này lên thì bao nhiêu. Ôi vẫn lên tiếp đấy. Ôi nếu mà bỏ qua tốn nhiều vàng vậy chắc không bỏ qua được đâu. Chỉ bỏ qua vài lần đánh con boss lấy nhiều điểm thôi, chứ còn thực ra nhiều điểm không nghĩa là nhiều khúc gỗ nhé. Cái khúc gỗ là cái để cống hiến nó rơi ngẫu nhiên thôi. Là có thể đánh con cùi cùi ra khúc gỗ tím để ngon hơn ra khúc gỗ vàng. Nó còn tùy hên xui nhá. Tại vì thấy cứ tăng theo cái điểm cấp số này thì cũng không dám đú. Mình tưởng không tăng thì đú, không thì thôi chỉ đánh cho hết lượt thôi. Định ấn bỏ qua liên tục. Nhưng mà thấy nó không có chữ lại, cứ tăng theo cứ thêm 5 vàng nó đến căng quá. Nó cứ tăng 5 vàng thường xuyên như vậy căng. Kiếm cái khúc gỗ tím với nhiều điểm. Chỉ có đánh cái này chăm chỉ để lấy cái điểm đi đổi thôi. Mà nghe chừng có vẻ cái giải pháp kiếm cái này không ổn rồi. Tốn nhiều vàng quá, bên này vàng đắt lắm. Nó rẻ rẻ tí thì đú, chứ nó vàng đắt quá. Đây, meo do mình không tham gia yến tiệc, nãy do mình đánh đứng cố trong cái Wano, đứng từ top 10 đứng cố. Thôi này chờ đi. Ra cái con boss này mấy bạn yếu chưa chắc đã giết được đâu. Ai vừa giết mất rồi? Vừa nói bạn yếu chưa chắc đã giết được đâu, có bạn nào giết mất rồi. Có một số bạn yếu quá không giết được. Nhưng mà chắc bây giờ người ta cũng khỏe rồi. Ngày xưa yếu quá không giết được mấy con boss đâu. Chắc bây giờ nó cũng đỡ rồi. Và mình chỉ quan tâm đến khúc gỗ thôi, mình cũng chả quan tâm giết con nào ấy. Kể cả tụt xuống top đấy thì nên giết con boss chính thì thường hay được nhiều điểm hơn.
nhưng không giết con đấy thì thôi, nói chung mình đánh cho nó hết có lệ thôi. Chả lẽ ngồi xem chiến báo một tí cho vui nhỉ. Mình thì cứ hết giờ mình đánh nhá, mình cũng chả chờ đợi gì đâu. Có là bot hay không phải là bot đúng kệ. Này chắc ra luôn con bot đấy. Đánh tí con Zoro thỉnh thoảng bỏ qua vàng phát đấy. Trong mấy chục vàng thì trụ được. Tiếp tục cái này lên tiếp thành 30 vàng. Càng quá không dám ấn được chứ bỏ qua nhắc nhở nhé. Vì ấn bỏ qua sợ mất nhiều vàng quá. 30 vàng vẫn trụ được, tí nữa có cái gì cần ấn nhanh thì ấn thôi. Nói chung là nếu mà nó rẻ rẻ một tí thì mình ấn nhiều lần để mình lấy nhiều gỗ ấy. Nhưng mà đây hơi căng. Thì xem mấy cái chỗ vừa rồi thì công hiến được bao nhiêu nè. À có 7 giây nữa đánh đốt con bot đã. Thường đánh con này xong sẽ ra con bot tiếp luôn. Ôi nhầm không phải. Thôi lỡ ấn rồi ấn đi. Mình tính nhầm. Giờ tên tiết thành 35 à. Tát nhỉ. Thôi kệ cho người ta đánh con này đi. Mình sang bên kia mình công hiến một tí. Mình cần khúc gỗ mình cũng chả cần tốt lắm. Đây vật phẩm này, chỗ này nãy giờ mất tí vàng công hiến được bao nhiêu điểm. Được có khoảng tầm chưa được 2.000 điểm nhỉ. Cũng căng đấy. Thôi cứ đổi trước cái này. À thiếu một tí điểm nữa đánh thêm tí nữa. Cái này nếu mà muốn lấy top thì phải dình nhau để đánh con to nhé. Nhưng đây vì các bạn không có nhu cầu lấy top lắm thì tiện thì đánh con to, không thì thôi. Giờ thêm mấy danh hiệu này nếu mà sau trùng thì cứ đem đi cống cây thôi. Nó có hai loại danh hiệu trong cái hoạt động này. Nói chung các bạn mình hơi chủ quan, mình không đánh mấy ngày trước treo đến tiệm mình kẹp xử con boss rồi. Nếu chăm chỉ đánh thì cũng được thêm ít gỗ, tất nhiên nó không được nhiều đâu, chỉ thêm chút thôi. Nhưng mà chắc giải quyết cho mình mua thêm được 1-2 cái mảnh con CLC. Con này chờ đi, mất thì thôi, chả cần đâu. Có kịp không? Không kịp rồi. Quan trọng là đánh số, mình quan trọng là số lần đánh để rơi thêm gỗ thôi. Chứ mình không quan trọng chất lượng đánh đâu. Đang quay video tầm tối mà ai phi xe qua tiếng to không biết có lọt vào trong video. Giờ, ok đổi thêm được một cái nhé. Ít điểm quá chưa dám làm mới tiếp thì làm mới tiếp cũng không có điểm đổi ấy. Để nữa xem chung cuộc lại được bao nhiêu điểm. Mình thì tính là nếu mà cố định, ví dụ như cố định là 20 vàng cho một lần thì kém mình ấn nhiều đấy. Nhưng mà đây nó không cố định, nó cứ tăng giá theo thời gian thế này thì mình không dám đú. Tại vì khi đấy nó sẽ lên rất nhiều vàng, mất rất nhiều tiền. Chứ còn nếu mà nó cứ cố định là cái 20 vàng, dừng mãi 20 vàng thì mình cứ đú luôn. Ở đây thấy tăng trưởng cứ 5 vàng thêm một lần, 5 vàng thêm một lần thì hơi căng. Nó hơi vượt qua cái ngưỡng cho phép của mình. Tại đấy thì chả mấy chốc là hết vàng. Ấn kiểu đấy thì chả mấy chốc là hết. Nên ra mình không có canh nữa, mình không có cố quá nữa. Lâu lâu mình ấn một phát đấy con boss cho tiện thôi chứ còn mình sẽ không ấn liên tục được. Bây giờ tại lên thành 35 vàng, thực ra 35 vàng vẫn chấp nhận được. Sợ sau lên nhiều quá nó cao quá thôi. Tính ra thì cái tầm này thì auto một trong ba hạng đầu rồi còn gì nữa. Có mỗi ba người đánh, trời. Cả cái server có ba người đánh, ảo vãi trường. Hình như xong con này đến con boss sao, hay chờ tí ra. Chờ ai giết con này đi lấy boss. Hay khi nào cả lúc đều lầy không chịu đánh con này không nhỉ. Đánh con này xong là boss ra đấy. Không biết có ai đánh con này không? Hay nhây hết à? Không ai chịu đánh à? Mình đang cần nhiều gỗ. Chờ lâu quá mình chờ tí không được chắc mình phải đánh. À đây có người đánh rồi. Con này chắc là con boss chứ. Đánh boss thì nhiều điểm hơn, còn gỗ thì vẫn rơi như nhau thôi, vẫn hên xui thôi. Nhưng mà thôi có lẽ nó không nên chờ được đấy. Chờ vậy thì giảm lượng cái lượng đánh của mình bị giảm xuống. Mà khi nó giảm xuống như thế thì dẫn đến việc là lượng gỗ mình kiếm được ít đi. Mà đấy là vấn đề mình đang cần gỗ hơn. Đấy thấy bảo vì sao server nó chán thì có 3 người đánh boss, chán vãi trưởng đấy. Gần như server rất là vắng thôi. Cái này thích lên top kích vàng tí là lên top ngay mà thì cái này vàng nó đắt lắm. Cũng chả không phải ai cũng dám kích vàng cái này đâu. Chẳng qua có thích hay không thôi. Thôi kệ bỏ qua Master Hole đi. Hay dùng vàng lấy tí nhỉ. 35 vàng cũng rẻ thôi. Ăn thêm cái Master Hole đi. Đây được lâu lắm được cái khúc gỗ tím này. Cái khúc gỗ tím là cái khúc gỗ tăng nhiều điểm nhất. Chẳng qua là không biết lúc nào nó rơi ra. Lâu lâu kích thêm phát giờ lên thành 40 vàng. Áp lực nhỉ. Tốn vàng phết đấy. Nói chung là chắc may ra là thêm một mảnh CLC nữa.
không kỳ vọng nhiều đâu. Mình đã kỳ vọng là nó rẻ hơn, nó hơi đắt. Thôi kệ, bỏ qua cái bot đi. Tiếc vàng ngại ấn. Vàng thì có rất nhiều nha, nhưng mà phải nhớ điều là tiêu bao nhiêu cũng sẽ hết thôi. Đây không phải cái gì cũng cố đâu. Phải công nhận điều là vàng nick này rất nhiều, nhưng mà tiêu rồi nó sẽ hết. Cũng không được phép tiết kiệm quá, nhưng không được phép tiêu nhiều quá. Tại đang không có tua top nạp ấy, tự nhiên bảo nạp vượt nhiều quá nó phí. Còn nạp theo bình thường phản hồi lễ bao chỉ khoảng tầm 3.000, 33.000 vàng. 33.000 vàng thì cũng chả bỏ. Vì một tuần mình toàn tiêu trên 30, trên 40-50k vàng. Thậm chí có thể tiêu đến 70k vàng. Nên thành ra cái chuyện là 30 mấy k vàng vứt vào nó không ăn thua gì cả. Nói chung là hơi vỡ kế hoạch tí chỗ này nhé. Mình đã kỳ vọng được nhiều hơn, nhưng mà nó không được nhiều lắm. Bây giờ kỳ vọng nó rơi ra nhiều cái khúc gỗ tím. Này phải ấn luôn nhỉ. Thôi bỏ mẹ, nó vừa ấn định ấn xong phát để hụt. Không quyết đoán nó vậy. Bây giờ lên thành 45 rồi vẫn tăng giá tiếp nhá. Khổ lắm, nó cứ tăng giá thì đéo dám ấn. Nó rẻ rẻ tí để ấn được. Đắt quá. Cái này chắc để auto click mà bấm thôi nhỉ. Tầm này ấn cố làm gì nữa. Thôi khéo mình để auto click bấm thôi. Thì server nó vắng vẻ quá. Mình tưởng ăn được thì mình ngồi canh đánh ấy. Có 5 phút rồi. 5 phút nó auto. Để auto nó bấm này. Cho nó nhàn tay ấy mà. Thì xác định giờ ngẫu nhiên mà cần gì đâu. Cho nó tự động nó bấm này. Ok, cho nó chạy lung tung một tí vậy. Dùng auto click cho nó nhàn tay. Có 5 phút nữa. Chả bỏ công ấn ấy. Xong có được bao nhiêu thì được. Top mấy cũng được nhé. Tại vì thấy bạn thấy điểm đây các top 1, 2, 3 nó không chênh nhau quá nhiều. Tức là chỉ cần nếu không căn một tí là lập tức mất top ngay. Nhưng mà thôi cái này mình không cần top nữa. Tại vì top này nó tốn nó chả được cái gì mấy. Được thêm có tí đá kim, tí đá linh tinh như sao mà nó không có nhiều. Nên tôi kệ được bao nhiêu thì được. Còn nốt 3 phút nữa nhé. Để mình tua qua nốt các bạn này nhé. Nó thấy nó không có ý nghĩa gì lắm. Để mình tua qua đoạn này đi. Rồi ok, giờ chắc là tắt auto đi. Còn mấy giây cuối chắc ấn thêm tí nữa. Nãy ấn thêm vài phát rồi. Nhưng mà ấn thêm chắc chờ đi. Nốt lấy 10 giây cuối ấn thêm vài nhát nhỉ. Này nó cũng chưa ăn thua gì lắm. Mấy chục giây cuối chắc ấn thêm vàng. Chắc lên khoảng tầm 70-80 vàng một phát đấy. Được thêm tí nào hay tí đó đấy. Kéo ai chịu ấn luôn thì sao ấy. Rồi ấn cố thêm một con nữa. 60 vàng. Ô ra bot đi, ra bot đi không chết nào. Ok kịp thêm một con nữa. Suýt nữa là hụt. Top 1 thôi. Được ít đá, nói chung là quà thì bèo. Chỉ có lấy cái gỗ thôi. Nhiều khi nó thiếu những cái thứ mà chả ai thiếu, nó khổ vậy đó. Rồi ra đây nhé, ấn vào đây. Vậy là vét thêm ít điểm. Vậy lên được thành 4.700. Ôi trời, đổi được có một cái. Thế ngày mai cống một berry nữa. Thôi không làm mới thêm nhé. Rồi còn mỗi lần làm mới chẳng trả ra đâu. Mà làm mới thêm làm gì nữa. 4.700 ít quá. Nói chung là chưa bỏ. Rồi chờ cái đợt nào mà farm cái gì nó rơi được. Nó mới ấy được. Rồi ok, thôi chấp nhận vậy. Tiếp tục bây giờ xem tiếp mấy cái trong túi nào. Ở đây ta có thể sử dụng luôn ở đây. Đầu tiên là mấy cái túi này dùng đi này. Có cái túi cờ dùng luôn.
Đây có một cái túi để trang bị đồng đội Sora lấy từ trong nhật ký hành trình nhé. Ở đây trong cái này nó chọn mấy cái đồng đội này nhưng mà thực sự cũng chả biết chọn cái gì. Tại vì giờ toàn con không chơi. Nên thành ra thơ tạm thời để cái túi làm kỷ niệm đó. Để sau chọn sau. Mấy cái linh tinh kia kệ đó. Ở đây xem mấy cái danh hiệu này, cái danh hiệu kẻ bảo vệ công hội xem nick này có đánh bao giờ nhé. Nếu đánh rồi thì có thể đã có rồi. Còn nếu mà ấn vào sử dụng không có, tức là chưa dùng ấy, tức là người này chưa bao giờ người ta đánh bóp công hội. Ồ, đậu phộng chưa đánh thật rồi. Đấy ấn vào dùng được này. Tiếp tục mấy cái danh hiệu phía dưới này. Ôi dùng được hết này. Như vậy chứng tỏ bạn này bỏ nick này bỏ khá nhiều hoạt động nha. Tại vì nếu đánh là chắc chắn mình sẽ không dùng được. Có trong này có hai danh hiệu của hoạt động này, một danh hiệu của hoạt động nào khác mình chưa biết. Nhiều khi có nhiều quá chả biết, đi hộ người ta nhiều hoạt động quá mình chả rõ. Rồi đấy có những cái dùng nhanh thôi, những cái dùng nhanh thôi. Thời lượng còn lại chắc là dành cho đánh vừa đại chiến nhỉ, nhưng mà chắc đấy đánh lúc khác đi. Nếu mà xin nối tiếp video của đoạn đánh vừa đại chiến nhé. Ở đây cho thêm một cái vé quý tập cũng từ trong chỗ nhật ký hành trình nhé. Nói chung mấy cái quà cuối của những cái hành trình là tương đối ngon, đặc biệt cho những cái bạn nào mà kiểu chơi bỏ bê hoặc là mới chơi là quà rất là ngon. Còn những cái quà những mốc đầu nó cũng bình thường thôi, chỉ ăn mấy mốc cuối thì nó khá là ngon đấy. Ở đây có trong mấy mốc cuối không biết đạt cái mốc được thêm cái cờ gì, có cái ở đây lĩnh nhanh này. Đây được thêm mảnh túi cờ cao cấp này, tức là gần mắc rồi đấy, 68 cấp rồi, 70 là mắc. Thì chắc được thêm cái cờ đấy. Thì ra đây xem cái mảnh, mấy cái mảnh này, chắc là ghép thêm cái cờ. Đây được thêm 100 mảnh, dùng thêm này. Thế chứ là quà nó cũng được, cũng gọi chấp nhận được. Nhưng quan trọng là ăn mấy mốc cuối nhá, đây được thêm được hẳn 2 cái cờ rồi. Được thêm 2 cờ Moria nữa, nằm ở cuối đấy. Đấy, tăng thêm một chút. Rồi nhé, bây giờ mình sẽ nối tiếp bạn xem đoạn đánh vừa đại chiến. Tại vì mình sẽ không đánh ngay bây giờ, mình đi làm số hoạt động khác đã. Thế nữa mình sẽ nối tiếp video bạn đoạn đánh vừa đại chiến thôi. Rồi ok, tiếp tục sang ngày 18 tháng 11 nhé. Định đánh vừa đại chiến tí thôi, tích nhiều nhiều tí để đánh. Sang ngày hôm nay đang quay tầm tối, hôm nay mới bận đi họp một tí. Họp tinh tinh một tí chỗ đám cưới gia đình ấy mà nên thành ra là mệt. Không tiếc không phải cưới mình nhé, cưới em mình. Nên ra đi hơi bận một tí. Rồi quay trở lên rồi xem giả giá chế này bán cái gì nè. Đầu tiên là bánh mì thì phải mua này. Ở đây tiếp tục là mua cái hạt này. Cái team ác ma biết còn nhiều không nhỉ? Giờ tới lên hơi nhiều tướng, xem team ác ma còn nhiều. Ít quá để mua thêm ít team, à 800 mấy team à. Gì thì cũng không cần lắm thôi. 800 mấy chắc là dư. Còn nếu chắc ăn hơn tí thì mua thêm khoảng tầm 200 team. Cho nên thành mất 1000 vàng cũng được, cũng rẻ, mua lấy 200 team đi. Để mua thêm Haki bá vương nhé. Nhưng mình cần bán cả Haki Sura cơ, nếu bán mỗi bá vương không sẽ bị lệch Haki ấy. Thì thành ra chỉ để nâng con main thôi. Thế còn nếu mà bán cả Sura mới được thêm tướng. Thế còn nếu Sura không có, bá vương có chả giải quyết được vấn đề gì. Tiếp tục vào trong chỗ này cho cái vườn thì thôi. Nhưng tạo này mình chăm chỉ trồng cây quá, nó hết sừ cây rồi. Hết hạt giống rồi. Nên cho đây cống hiến cái này tí cho nó xong rồi. Nhận quà cái này tí đi. Hôm nay quay hơi muộn tí. Với hôm nay chính thức là ngày hôm nay mình cái hành trình đạt max cấp nhé. Đạt cấp 70 lĩnh quà. Nó cho mình mảnh con pet queen nhưng mà nó cho được có 20 mảnh thôi. Tức là sao? Tức là từ 20 mảnh, tức là cứ phải như vậy cái 20 mảnh mình cần 100 mảnh ghép được con tư con pet ấy. Như vậy tức là mình phải cần thêm 4 mùa nữa, 4 mùa nhật ký hành trình nó khá là lâu. Ở một số cái thẻ pass của một số game khác thì khi mình đạt đủ cấp rồi mình lên được cấp dư thôi cho mình thêm quà. Nhưng với cái thẻ pass của hải tặc thì có lẽ là đạt đủ cấp rồi là hết, nó không thấy có dư thêm quà nữa. Cái thanh kinh nghiệm nó quay về không luôn. Thì mình nghĩ là cái này chỉ vừa đủ quà thôi. Như vậy là mình hoàn thành sớm nhá. Hôm nay mình quay video ngày 18 tháng 11 thôi, và tận 26 tháng 11 tức là sớm khoảng tầm tuần. Như vậy nói chung là các bạn có lợi thế là mình đứng top 1 được nhiều thứ ấy. Thế nên ra là mình tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Nhưng mà thôi cái đấy cũng không quan trọng lắm. Từ bây giờ nên bạn thấy hôm nay bắt đầu mình kéo mỏ lên 75 tiếng rồi. Tại vì đơn giản bây giờ không phải làm nhiệm vụ cái kia nữa. Bây giờ phải chờ ra cái thẻ pass mới, bắt đầu ra cái thẻ nhật ký hành trình mới ấy, thì bắt đầu mới phải mua thêm, mới phải đi ăn hàng ngày. Còn bây giờ kéo 3 ngày một lần cho nó thoải mái đúng không? Bây giờ hoàn thành đủ cấp rồi nên có thể nhẹ nhàng xử lý rồi. Tiếp tục là ngó qua tình hình cái vừa đại chiến tí không gì bất ngờ nè. Cũng không có gì bất ngờ đâu, cao nhất chỉ cấp 109, quá đơn giản. Mùa nào mình trả lên khoảng tầm 145 trở lên, tối thiểu 145 ấy, nên ra đánh cũng thoải mái thôi. Vàng rất nhiều chả sợ đâu, thực ra cũng không nhiều lắm đâu. Nếu mà tiêu chẳng mấy chốc là hết đấy mà. Như tuần này chưa ăn cái phản hồi nhá, nên ra đang chờ qua cái tích lũy nạp thẻ mới bắt đầu mới đổi vàng vào ăn phản hồi để cho tối ưu quà ấy. Nên thành ra là cứ từ từ thôi. Và bây giờ hiện tại thương thành tiêu khá khá rồi, xem đủ được đổi thêm được cái thần thạch nữa chưa. Cái này được thêm cái thần thạch nữa rồi này. Có nên đổi thần thạch sớm thì hay đổi tiếp cái này. Hay đổi tí dấu đỏ nâng cho vui. Dấu đỏ được 400 cái dấu đỏ cũng nhiều phết đấy. Thực ra bây giờ nâng chỉ số thiết thực nhất nhanh nhất thì là dấu đỏ. Nhưng mà để nâng cái kiểu bền vững thì phải nâng cái thần thạch. Và để lên đồ thì phải nâng cái tử hồn. Khổ đấy. Còn để nâng nhiều cái thứ khác nữa cơ, nó nhiều vấn đề đau đầu lắm. Bây giờ không biết là nên chọn cái nào trước cái nào đấy. Tại vì giai đoạn này cái trận hình nó tăng được nhiều ấy. Nâng trận hình mình nghĩ cũng là cái hay.
nhưng mình vẫn đang phải nâng cái bảo thạch một tí. Nhưng mà nếu cảm giác bảo thạch không nâng được level vì ít kinh nghiệm quá ấy, thì khéo là lấy tí dấu đỏ nâng cái này trước. Vì thấy một cấp tăng tận 2000 mấy thì rất là nhiều này. Khéo mình mua tí dấu đỏ trước thì nghĩ lại hay hơn. Tầm này đang 45 nhé. Cái này mấy cái nữa nhỉ? Cái này lên 45 rồi. Cái này 44. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 cần 300 dấu đỏ. Khéo đổi lấy 300 dấu đỏ trước đi. Bây giờ mình lấy thêm thần thạch mình có nâng level đâu. Lấy mẹ 300 dấu đỏ trước đi. Còn vẫn còn dư điểm tiếp mà, vẫn còn nhiều ngày. À từ từ, mình có thể có dấu đỏ có sẵn đấy nhỉ. Thì đổi cho vừa kit để hôm nay lên tí thôi. Mình có 20 dấu đỏ rồi, tức mình đổi 280 dấu đỏ thôi. 280. Nói chung cái này đổi cái gì cũng được, cái tầm cấp này thôi. Không nhất thiết phải đổi cờ sớm đâu, thì mình ra cờ bây giờ cũng nhiều sẵn đấy. Ấn nhầm, 280. Để nâng tí cái trận hình, thấy bây giờ trận hình nó tăng nhiều quá. Tôi nâng tiếp cái này lên 45 nhé. Bắt đầu tăng được chiếm đống này. Nó lên 181 thôi. Tiếp tục lên tiếp cấp cao hơn, tăng tiếp đến 2850. Tăng nó tăng tổng chỉ số rất nhiều nhé. Rất nhiều luôn đấy. Nó là một số cái nguồn tăng lực chiến, tăng chỉ số rất là nhiều. Đấy, Big Mom bây giờ sau một thời gian mình dùng, ngày xưa mình nhớ lúc mình mới cầm nick khoảng tầm 3 triệu rưỡi ra, bây giờ khoảng tầm 4 triệu rưỡi rồi, lên khá là nhiều. Thiên phú thì không tăng nhiều lắm, thì các bạn thiên phú ở đây nó phải lệ thuộc vào nhiều yếu tố, phải ăn thêm nhiều cờ anh tinh. Nhanh nhẹn thì sắp sửa đạt mốc 2000 rồi, tới mình lấy thêm trái quỷ thứ về còn tăng nữa. Trái quỷ về sau nó tăng cũng nhiều. Nhận đến chút quà trong này. Bây giờ còn đoạn còn lại chủ yếu mình chỉ thiên về làm nhiệm vụ hàng ngày thứ tinh rồi, chắc mình tua qua thôi nhé. Ở đây mình chỉ cho xem tí về dân nữa, mình nối tiếp đoạn vượt ải. Nói chung hôm nay về hơi bận rộn tí, chưa biết đánh vượt ải lúc nào. Có thể nối tiếp một ngày nữa xong bắt đầu mới quay về đánh vượt ải. Nói chung mình cứ nối video các bạn xem vậy thôi, chứ chủ yếu cho mọi người biết xem hôm nay mình tiêu cái gì, mình làm được cái gì thôi. Hôm nay cơ bản chỉ có thế thôi. Mấy cái linh tinh khác mình tự làm nốt thôi. Rồi ok, mình sẽ nối tiếp video bạn xem sau nhé. Cái đoạn này chỉ làm nhiệm vụ linh tinh, mình sẽ tua qua. Ok nhá, bây giờ tiếp tục sang ngày 19 tháng 11. Hôm nay nó bán ở shop này, nó bán cái huynh đệ đồng tâm mình phải mua rồi này. Nói chung là sau khi mua xong cái này nó thấy là vạc cái tủ rất là nhanh, thì vì nó tốn lắm. Cái này là một trong nguyên liệu lên con Sabo, nó mất cái giá tương đối cao đấy, mình sẽ mua cái này nhé. Bây giờ sau khi mua cái này mất 40.000 vàng thôi, thì bạn thấy là tức tụt vàng xuống. Tất nhiên là vẫn còn cái phản hồi chưa ăn, phản hồi ăn vào lại thêm 30k vàng lại lên thành 50 mấy k vàng, 60 mấy k thôi, đúng không? Nhưng mà nói chung là cũng tụt khá là nhanh. Mình thì mình định mua thêm cả Haki đỏ luôn, nhưng mà tuy nhiên với mức độ hiện tại Haki còn dư này có lẽ cũng chưa cần thiết sớm. Vì giờ Haki giờ có bao nhiêu viên nhỉ? 158 viên nó khá là nhiều, chắc là chưa cần mua sớm đâu. Vì giai đoạn này mình đang nâng những cái con tướng ngày xưa nó không tốn nhiều. Bao giờ mình nâng nhiều con siêu tướng cùng lúc cơ. Thế thành ra chắc là phải tiết kiệm bớt tí, mặc dù là tuần thương thành nhưng đéo dám cố. Tại vì đây không phải tiết kiệm vàng cái gì ấy gì cao siêu, mà chẳng qua là vì sao vì còn phải mua bánh mì mất thêm 5k vàng một ngày này. Đúng không? Tiếp tục là mua cái hạt năng lượng mất bao nhiêu đây? Mất 1.500 vàng, một ngày ít nhất mất 6.500, chưa kể mua vật phẩm thêm. Đấy thì 6.500 vàng một ngày. Bây giờ thì 6.500 vàng một ngày mà còn tận 3 ngày nữa. Tức là nạp thêm vào lại bù vào, nhưng phải tính là cái tuần sau nữa, các tuần sau nữa thì sao, đúng không? Nhưng thành ra là nhiều khi không dám cố là thế. Chứ còn nếu mà cứ dư giả nhiều, các bạn nó không có sự kiện đua top nạp để búp vàng vào ấy. Tất nhiên là nạp chay thì vẫn nạp được thôi, nhưng mà cũng phải tiết kiệm tiền cho chủ nick một tí, chẳng lẽ ông lại cứ mua tiêu hết đúng không? Nên đó rồi sao thôi. Ở cái chắc chắn là cái này là báo 170 là không mua rồi. Nhưng mà cái này nếu có dư kinh tế là mình cũng mua chẳng là hết rồi. Còn cái kiểm siêu mộ thôi chắc nó nhịn thôi. Nói chung là vậy, thì tập trung hôm nay mua 3 món là mất 4 mấy chục ca vàng rồi. Đấy, rất là kinh khủng nhé. Rồi hôm nay tiêu hơn 4 triệu, hôm nay tiêu khoảng tầm 5-6 triệu đấy. Đấy. Trông rất nhẹ nhàng ấn vèo một tí mất 5-6 triệu người ta đấy. Tại vì quy vàng nó tiền thật nó tầm đấy mà. Đấy nhá. Thì đấy là giải quyết những thứ hôm nay mua. Tiêu tiếp tục bây giờ thì mua xong, bây giờ mình đang tính xem có nên lên luôn tướng không. Thì quay tính đang hang kim chút xíu nhá. Thì ở đây ta có ở đây là vì giờ chờ Sidaoxi lâu quá, nó đéo đủ cái điểm để mà đổi cái mảnh của Sidaoxi. Như vậy thì khéo phải đổi phương án lên cái nhật ký khác trước. Thì ở đây có cái nhật ký này có thể lên sớm này, với điều kiện là đủ Haki, còn thiếu này phải kiếm thôi. Và cái nhật ký ông cháu này. Cái này nó tăng cho mình ma phòng thiên phú, tăng ma công, vật phòng tuyệt chiêu, phòng ma phòng sinh bệnh, tăng hỏa kích, tăng trí lực cộng và phần trăm. Tất nhiên không liên quan đến tuyệt chiêu nhưng mà cũng tăng cũng được. Thì cái này nó tăng cho mình cần Sabo Luffy có sẵn rồi nhé. Mình cần thêm Sabo A với lại Gap. Còn A này mức độ đỏ đỏ này chắc chỉ đi Haki bước đầu thôi. Thì khéo mình chuyển sang nâng cái này trước thì bây giờ chờ CLC lâu quá. Thì chắc là CLC nó không tốn nhiều Haki lắm, thì
rồi nâng ba con này cùng lúc còn chưa chắc đã đủ haki đâu, nhưng mà mấy cái mốc đầu nghĩ chắc cố cố được. Rồi đây con này con gáp nâng theo ngọc thạch, còn hai con này nâng theo haki, haki thường. Rồi ok, thì mình sẽ thử con A trước nhé. Tất nhiên có thể sẽ thiếu nhé, mình không biết được. Đầu tiên là kiểm tra trong ảnh hồn có phải nâng A trong ảnh hồn không. Đồng đội tự do sang hai lần liên tiếp này, đang nhân cái tuần thương thành cũng đẩy dần nữa. Đây có A để mình nâng này. Tử hồn không đủ à? Đậu phộng nó mất bao nhiêu? 4.500 tử hồn cơ. Này đổi ra được đủ không? 3.400 thôi thì dùng tí trong cái thương thành nữa. Đấy bảo nhiều khi nó tốn nhiều lắm. Thời gian mình nâng mấy lần, nâng mấy con chắc phải đổi đến khoảng tầm 100 túi đấy. Tại vì đơn giản là nâng tận mấy con thôi thì chắc chắn là sẽ hết rất là nhanh. Biết là tiếc, biết là hơi phí điểm nhé, nhưng mà để nâng tướng phải chấp nhận thôi. Chứ nếu bây giờ ông tiếc ông không đổi thì ông nâng kiểu gì? Đào bao giờ cho nó đủ? Cái người chơi lâu rồi người ta biết lối đào hàng ngày ấy, thì nó không sao. Còn nick này nó thiếu nhiều quá, có thể một phần do nó server ra sau. Cái thứ hai có thể do người ta cũng bỏ không đào nhiều quá, thì bắt buộc phải chơi kiểu này thôi thì mới lên được tướng. Còn thế này mình nâng con A lên. Đây phát đầu tiên, giải quyết đầu tiên con A này. Lát phải sau về haki chắc phải nâng con A haki nữa. Bảy cấp haki nhẹ rồi, không biết cái bảy cấp đã đủ chưa hay cần nhiều. Bảy cấp thì không tốn bao nhiêu cả, nhưng mà chỉ sợ lên nhiều hơn thôi. Nói chung mấy con ngày xưa thường haki không tốn nhiều lắm đâu, chẳng qua nâng nhiều con quá sợ nó cộng dồn nó nhiều thôi. Đây như đây con A yêu cầu mình kiểm tra sổ tay đúng con A yêu cầu nhé. Ở đây kiểm tra sổ tay Mirela này. Đây ok là con A sáng rồi nhé. Bây giờ tiếp tục sang con gáp nhé. Con gáp ở đây mình có sẵn gáp chưa nhỉ? Hình như mình quên mình chưa luyện gáp rồi. Ngu rồi. Đi vào hội quán kiếm gáp nào. Gáp thì chắc là có rồi, chắc là quên chưa luyện thôi. Hay mình đem ra ngoài nhỉ? Không, mình chưa lấy gáp ra. Đây gáp đây. Giờ sẽ vứt con A, à, không vứt A đang luyện. Bỏ Apo cho gáp vào. Con gáp giờ luyện chắc không kịp rồi, chắc hy sinh ít Rumble nâng cho nó nhanh thôi. Tầm này cho mình hy sinh ít Rumble nhỉ? Nó hơi ngại tiêu Rum thì cần Rum liên quan đến cây ác ma mà giải quyết cho gọn thôi. Để cho lên chút cấp ấy mà. Để check cho tí xem nó vừa đủ cấp thôi. Cho lên tầm cấp 125 là được. Tại mình không định kích cái sổ này sớm nên mình chưa luyện cái này sớm. Mình tính là kích sổ CLC trước. Nhưng mà sau cả cái tình trạng thiếu cái kia thì cũng phải cân nhắc lại tí. Rồi để cấp 125 thôi, để vừa kíp đi thôi, không cần chuyển sinh gì nữa. Rồi ta sẽ xông vào trong tính năng ảnh hồn xem phải tiến hóa không nhé. Nhiều con trả đây, cái này mất 5.000 vẫn đủ. Rồi tiếp tục mình sang tính năng haki này, tiến hóa ngọc thạch sang haki này, cường hóa lên. Con này là 20 cấp là cũng hơi mệt nhá. 20 cấp thì hy vọng vẫn đủ. Nếu thiếu thì phải chờ. Tôi có Sabo 15 cấp nữa sao ấy. Áp lực phết đấy. Mấy cấp đầu nó nhẹ không? Mấy cấp về sau nó tăng vọt. Nói chung là 20 cấp thì hy vọng vẫn sẽ đủ được. Đây là 15 cấp mới có 4.000 mấy này. Bây giờ mình còn 20 mấy nghìn cơ mà. Hy vọng sẽ đủ được. Đấy xong hên thì nó vẫn đủ CLC. Đấy CLC chỉ có tầm ít ít 12 cấp hay sao ấy. Không nhớ chính xác con số lắm, lúc nào có đủ tướng thì vào xem cụ thể thôi. Đấy mới có 7.000 mấy thôi. Vậy vẫn đủ để lên con Sabo đấy.
Đây mà thấy nó tiêu hao cái Ngọc Thạch nhé. Ngọc Thạch này nói chung là nick này trả lên tướng Ngọc Thạch nên chắc chắn là dư rồi. Nên con này xong có thể thiếu chứ còn chắc chắn hiện tại là dư rồi. Nên tiến dai thôi. À, được con Gáp để kiểm tra xem sáng chỗ sổ tay nhé. Sáng rồi, bây giờ kích nó con Sabo nhé. Con Sabo thì nó có hai nguyên liệu cần ở đây. Một là cái mảnh huynh đệ đồng tâm mình được mua trong shop này rồi. Cái này nếu bạn thấy muốn mua cái này bạn đề xuất ở trên cái diễn đàn nhé. Nó có cái mục đề xuất giảm giá hạn chế để cho nó bán và nhớ cái số vàng rất là tốn. Ngày xưa cái này lấy miễn phí được qua tổ đội chiến, bây giờ tổ đội chiến nó đổi quà rồi. Con Sabo nó out meta ấy. Nhưng bây giờ mình muốn con nó bắt buộc phải đề xuất bán mà mua thôi. Chứ bây giờ không thể kiếm được bình thường rồi. Để hy sinh 40k vàng để mua. Còn ngày xưa cứ đi tổ đội chiến vào được vòng trong cái tinh tinh đều ấy là sẽ kiếm được cái này free. Còn ngày xưa nó khác. Nhưng mà bây giờ out meta rồi thì kiếm kiểu đấy. Thứ hai cái lệnh triệu tập nên lấy trong shop cây ác ma. Đó để giấu tí cái điểm chiêu mộ cây ác ma chắc là mình cũng sẽ tua qua cái đoạn đổi để cho nó đỡ lộ điểm. Tại mặc dù mình biết chưa, mặc dù mình chưa đua nhưng mình cũng muốn các bạn biết hết số điểm của mình đang có, đúng không? Thì mình sẽ giấu bớt cái số điểm đi. Và tất nhiên là nếu mà có thể tránh được đổi trong shop cây ác ma là tốt nhất, tại vì cái điểm chiêu mộ để đua cây ấy. Nhưng mà tuy nhiên là có một số con tướng không đổi chỗ khác được. Bây giờ lệnh triệu tập Sabo, mình đi dò lại mấy cái shop bình thường nhá, ví dụ shop Wano, mình cũng không thấy lệnh triệu tập Sabo đâu ấy, thì cũng khó để nhìn lại xem có bị nhìn shop không nhá. Nhưng mình nhìn nếu không nhầm là không có, như vậy thì bắt buộc phải đổi thôi, chả cách nào khác cả, đúng không? Thì đổi chỗ khác không có mà. Các bạn nhìn gì sơ qua là không có đúng không? Thì bây giờ sang shop Colosseum chẳng hạn nhé. Thay đổi Colosseum với lệnh triệu tập Sabo nhỉ? Có đấy, Colosseum thì có này. Nhưng các bạn shop này hơi ngại đổi, các bạn biết vì sao? Thì shop này cái điểm này cũng có thể đem đổi hoàng kim biến điểm để đua cây được. Nhưng thường mình giấu điểm chiêu mộ nhiều hơn. Ví dụ mình thử so sánh cái số điểm này so với cái kia, cái nào mất nhiều điểm lỗ hơn nhé. Ví dụ ở đây 100 cái này tiêu tốn của mình là 200.000 điểm. 200.000 điểm nếu mình quy cho điểm siêu mộ, à điểm hoàng kim diễn điểm. Thì cái shop này đa số mình đem để đổi tướng thì mình cũng chả đổi để đua cây đâu. Nhưng mà thực ra đa số mình để đổi tướng thôi. Tại vì cũng không thể nào mình chỉ giữ một điểm siêu mộ để đua cây thôi, chứ còn giữ nhiều cái này cũng khó. Mình nghĩ là điểm siêu mộ sẽ lời hơn đấy. Mình lấy 200.000 điểm này. Mình chia cho cái kia là mất 1.000 điểm đấy, một hoàng kim biến điểm thôi. Sao mình nhân với một hoàng kim biến điểm được 30k điểm. Là được ứng với khoảng tầm 6 triệu điểm nhá. Bây giờ mình quy về cái điểm siêu mộ xem như thế nào. Ở đây nếu dùng điểm siêu mộ thì mình cần 60.200 điểm siêu mộ để đổi được một cái lệnh triệu tập Sabo. Và chia cho một cái, mình hay đổi ra Rumble để đua cây. Thì chia một Rumble là 15 điểm, ta sẽ được là khoảng tầm 4.013. Với cái số đó mình tất nhiên hơi lẻ một tí. Tầm nhân với lại 1.500 điểm cho một Rumble 6.020 điểm. Lời hơn là thêm 20.000 điểm. Vậy có lẽ là vẫn đổi cái shop Colosseum nó vẫn lời hơn đấy. Tất nhiên mình check nốt cả mấy shop khác đó nhé, để xem có đổi được không, chắc là hơi khó. Thử shop tàu này sao? Shop tàu này chỉ liên quan đến Uta thôi. Uta, Robin, Usopp, Brook, Chopper, Frankie, Law, Zoro, Jimmy. Shop này không có rồi, mấy con Akanu linh tinh thì tôi cũng kệ thôi. Đây cái shop này không ăn thua, shop này vì có mỗi shop của Colosseum với shop cây ác ma thôi. Nếu vậy thì đổi shop cây ác ma thì đắt hơn tí so với Colosseum thôi. Không phải đổi nhá, tại vì mình lên tướng thì phải chấp nhận mình hy sinh, mình đã bỏ lùi mùa cây mà, phải chấp nhận hy sinh thôi. Chứ cũng chả cách nào khác được. Mình cũng không thể nào mà cố quá hết được. Chiến trường chắc chả có đâu. Chả thường người ta không đổi giống một con A trong này thôi, à, gáp với A trong này thôi. Không có đâu. Nhìn lại cái Wano phát cuối thì cứ nhìn shop nhé. Chắc là không có đâu. Từ mấy con tướng đầu ở trên với con cũ ở phía dưới thôi, nhưng chả có đâu. Chứ có là đổi trong điểm Wano là tiện nhất, nó chả đụng chạm đến cái cây ác ma hay cái gì kìa. Đấy, phải kích chỉ số, có phải mỗi chuyện đua cái quả tên lửa đâu. Quả tên lửa thực ra về sau không có cũng được. Chẳng qua nick này nó đéo có quả chi thức nào, thì bây giờ có hai quả rồi tạm tạm ấy. Nhưng mà chưa có chiều trái 6 sao đi cùng ấy, thì thôi thì cứ suy nghĩ dần vậy thôi. Chứ còn thực ra là cũng không nhất thiết phải có tên lửa đâu. Có nó tiện hơn thôi. Thôi mình đổi trong này nhé, shop Colosseum. Lệnh triệu tập Sabo. Đây có lệnh triệu tập Sabo ghép này. Huynh đệ đồng tâm nãy đổi chỗ nào nhỉ? Cứ 100 mảnh là ghép được thôi. Đây 100 mảnh ghép này.
Tôi ấn chữ sử dụng nhé. Ghép hai vật phẩm mới lại được con Sabo. Con Sabo đấy bắt dùng thêm lần nữa. Ở chỗ nào nhỉ? Đây con Sabo nhé, ấn vào dùng nhé. Tôi đi chiêu mộ con Sabo về. Chắc bỏ bớt con nào đó ra đi. Ra bỏ luôn con gáp ra được, bây giờ gáp xong nhiệm vụ rồi. Để lấy con Sabo vào. Cái này chắc tăng tốc nhanh một chút xíu cho nó gọn nhé. Thì mình cũng chả có thời gian chờ đâu. Nếu mình cảm giác điểm cây ác ma mình không cao quá thì mình lùi thêm mùa nữa. Nói chung cứ lùi chán chê đi. Tại vì thực ra bây giờ muốn ăn chắc cái quả tên lửa đầu tiên ấy. Bây giờ cứ lên chỉ số đã. Bây giờ ăn quả tên lửa sớm chả giải quyết được vấn đề gì ấy. Nộ được sớm một tí mà nick yếu quá nó cũng toạch mà. Tại vì bên này nó đắt nhưng không bây giờ ngồi chờ nó tăng tốc lên được đéo biết lúc nào xong ấy. Ấn nhanh nhanh tí cho nó gọn gọn. Ôi thôi thế ấn quá tay. Ấn quá tay mẹ 131 rồi, không sao. Mình vừa tiêu mất mấy chục nghìn điểm. Ok nhá. Rồi sau tiếp tục xuống chỗ Haki này. Cường hóa lên. 15 cấp thì đủ thôi, 20 cấp còn đủ thì 15 cấp nó không khó. Còn thừa bao nhiêu chờ CLC lấy nốt rồi. Rồi tiến giai Sura này, 15 cấp đấy còn không tốn thêm vật phẩm gì cả. Nói chung là lên thôi. Nói chung lên xong con Sabo có nhiều hoàn thành kích sổ tay rồi. Đi vào sổ tay Miela này. Và thấy cái này đủ hết 4 tướng sáng rồi, kích hoạt thôi. Nó tiền mất 500 đồng Berry nhé. Rồi bây giờ tiến hành đi tăng cấp lên thì lấy Berry ra ngoài để tăng cấp này. Berry để dạy ở đây để ngồng sẵn bên ngoài thôi. Đây dùng trước 1 tỷ này. Rồi bắt đầu tiến hành kích hoạt nâng lên level 10 nhá, tăng cấp. Lần này rút kinh nghiệm mình nhìn kỹ cho Berry này, không lần trước ấn nhầm vật phẩm nhục lắm. Cho lên 10 cấp nhé, nghĩ là 10 cấp là đẹp. Lấy thêm tỷ nữa. Cái này nó đốt Berry cũng nhanh lắm nhé. Thêm tỷ nữa ấy. Nhiều khi vì sao để dành nhiều là thế. Chứ không thì mình đem đi nâng ngọc lâu rồi. Chẳng qua mình sợ nó hết nhiều cũng chả dám nâng ngọc sớm. Tại ngọc nó có cái kinh nghiệm nạp thẻ nó cho ấy. Rồi cái này nhiều khi nó Berry nhiều khi cũng có lúc nó nạp thẻ. Ví dụ phản hồi tuần này nó cho Berry. Nó cho từ 1 tỷ Berry. Nhưng mà có tuần nó không cho. Nó có dùng cái kinh nghiệm nữa hay hơn. Đấy cấp sau nó hao nhiều. Dùng nốt tỷ nữa. Đấy hết nhanh không? Thế nâng lên cấp 10 tốn nhanh lắm. Nhưng phải nâng nhá, phải nâng để tăng chỉ số lên. Chiến tích thì mình hết thì không thể nâng bằng chiến tích được. Vật phẩm thì phải để dành để kích hoạt. Thế ra chỉ có cách là nâng bằng Berry thôi. Này còn mấy cấp nữa vẫn thiếu, phải nâng vẫn phải lấy thêm ít nữa. Này nâng nhẹ 10 phát rồi. Này ấn nó lẻ thôi. Cho nó vừa hit 10. Rồi ok nhá. Đấy là tròn 10 cấp. Tăng khá là nhiều đấy. Thật sự vậy. Chẳng qua có một số chỉ số liên quan đến ma công thì hiện tại không phải chủ lực của mình. Nhưng ra Big Mom chơi cả 2 đam mà thì cũng được tí nào hay tí đó. Đầu tiên là sau nên là con CLC lên nhanh nhẹn mới tiện này. Cái này nhanh nhẹn nó tính theo phần trăm điểm cộng này. Cái này tăng mới khổ này. Cái này đúng cái trọng tâm mà mình đang hướng đến này. Mà CLC mình chưa kịp được. Cái sổ tay bên này nó cho mình hồi lại ít haki cao cấp cho một túi à, cho bèo nhỉ, một túi trả bỏ. Được thêm 150 đồng hoàn lại này. Được thêm mảnh bản vẽ rực hổ, mấy cái này nói chung không quan trọng lắm. Nói chung quà này bình thường, chỉ có lấy cái thuộc tính tăng thêm thôi. Đấy gần như những cái sổ tay có thể kích được sớm nhất ấy, còn những cái sổ tay kia ra số chờ sự kiện đặc biệt thôi. Rồi lấy vậy đồng nghĩa việc mình chấp nhận có thể siêu tướng sẽ lên chậm một chút nhé. Tại vì các bạn mình dồn nhiều haki mấy con này rồi. Đánh đổi cả thôi.
Thế rồi bây giờ mình quay về chỗ này xem tí là tinh linh thạch nó hơi ít nhỉ. 45.000 chắc chả nâng được. Bây giờ mình muốn cải thiện cả nguyên tố nữa mà vàng sắp hết rồi. Thế mới căng, vàng nó còn nhiều tí tự tin hơn. Vàng nó ít quá, nhiều khi nâng bây giờ nâng nguyên tố cũng khó ấy. Mình muốn nâng cái kinh nghiệm nguyên tố lên nhiều để bị mua trong shop giảm giá hạn chế khi nó bán ấy. Nhưng mà tuy nhiên là mua vậy với lượng vàng này chắc không đủ sức mua đâu. Mà không mua thì không tăng nhanh được. Bây giờ nhặt từ từ thì bao giờ cho nó đủ. Đấy là cái điều đau đầu. Rất tiếc là mấy ngày đợt này mình thấy là toàn bán Haki, bá vương, không thể bán Sura nha. Mình cần nó bán cả Sura để cân bằng. Chứ còn nếu bán mỗi bá vương không thì cóc lên được tướng. Còn một số túi vàng này phòng bất chắc thì dùng sau, bây giờ chưa bất chắc thì chưa cần dùng. Để tránh bị nạp vượt nhiều ấy, thì để phòng lại lúc nào bất chắc thì mở đống vàng ra để kích vàng lên. Bây giờ giải quyết xong cái nhật ký hành trình rồi, không áp lực phải làm cái thứ quá chi li nữa. Ví dụ như bây giờ trong cái hoạt động tầm bảo mình không phải cướp thuyền nữa, tại vì bây giờ đến thời điểm này mình còn như mình giờ cướp làm gì nữa khi mình xong nhiệm vụ rồi, thì cướp nó cho thêm được cái gì đâu. Ồ, chủ yếu là làm nhiệm vụ đại của nhật ký hành trình nữa. Bây giờ mình không phải cướp thuyền nữa, tại vì mình chả muốn gây sự với ai cả mà. Bây giờ mình hạn chế cướp lắm. Cái báu vật này cũng có chỗ nào mà ăn. Cái này rất là khó, rất đi rình ăn đấy. Em không cái nào ăn, cái một sao không có để ăn thôi. Thế mới khổ đấy. Thôi lại chui ra ngoài đi. Đây đào ấy 3 lần miễn phí, biết đâu ra cái gì ngon ngon. Nó toàn ra đan pet phụ thì mình đang cần đan pet chính. Ê mày đào ấy. Mở tiếp cái đống mảnh cờ, chắc là thêm cái cờ. Giờ cái đống điểm thương thành đổi cái gì mới đau đầu này. Giờ đổi cái gì cũng dở thôi. Lỡ cỡ. Cái này danh hiệu đại phú hào xem có chưa nào. À chưa có thì tăng lên ít lực chiến này. Danh hiệu ấy nằm trong cái gì nhỉ? Trong cái nhật ký hành trình hay là trong cái quái thì ta cũng chả để ý đấy. Nhiều khi cứ có thì dùng thôi, mình chả để ý cho cái nào. Ôi 98 mảnh nhỉ, kéo đủ. Rồi lên phía trước nè. Có 20 dấu đỏ, hơi ít. Giờ khổ nhất con CLC mình chưa lên kịp. Lên con CLC nó thì ngầu. Vàng cất ở trong để dành ấy. Mấy cái này cái để đấy đi. Này cất vào trong, cái này cất vào trong. Về mặt chỉnh trang một số thứ là cơ bản là ổn rồi. Nhìn xem bây giờ từ giờ đến hiện tại có bao nhiêu ca lực nữa nhỉ? Ở đây hiện tại mình đang có bắt đầu bánh mì bên này không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Là 12, 13, 14, 15, 16. 16 ở bên ngoài. 17, 18, 19, 20. 20 này là 26. 26, 20. Có chỗ làm tròn là 26 đi. Thực ra làm tròn tí lên 27 được vì chỗ lẻ lẻ bên này. Đúng không? Là 27 với 10 là 37. 37 với 3 là 40, 45 rồi. Nói chung khoảng tầm 45 từ giờ ấy, chắc phải lên tầm 50k lực ấy. Từ giờ đến tận Noel chắc phải tầm 50k. Khéo hơn đấy nhỉ. Thế Noel là tháng 12 đúng không nhỉ. Nói chung đại khái là cũng khoảng tầm 50k lực. Thì gọi cho là khoảng tầm 50 hộp. Nạp mắc linh tinh cho khoảng chục hộp, gọi cho 60 hộp. Thì cũng gần đủ mức 70 hộp đấy. Có thể trội trội lên tí xíu là được. Đúng không? Kiểu vậy. Chứ kể là lực nó hoàn lại nữa. Chả qua là sợ pha không kịp thôi. Nó nhiều quá sợ pha không kịp ấy. Còn với tinh thần chung này nó chung thoải mái lắm. Tức là để mình đang tính là vì các bạn là cái sự kiện đua tốt nạp nhiều khả năng là Noel sẽ không có ấy. Tức là trong một số trường hợp có thể mình sẽ giảm bớt cái chi tiêu xuống.
Để đấy chỉ lấy khoảng tầm 2 hộp 70 thôi, để chơi tạm thôi. Sau về sau đến đợt Tết nó có sự kiện đặc biệt nên mới đẩy vào. Tất nhiên là tùy chủ nick người ta muốn chịu chơi vào luôn hay là người ta bảo từ từ cũng được. Nếu mà thực ra mình hay hướng từ từ cũng được thì bây giờ mạnh quá nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì ấy. Đấy cũng chả mạnh lên được nhiều đâu. Nó chỉ gọi là mạnh hơn so với chính mình thôi. Còn so với anh top cụm trên người ta vẫn khỏe lắm. Nên thành ra câu chuyện là vậy. Thì nếu là mình thì mình sẽ lấy khoảng tầm 70 hộp của đợt, hoặc là đến 100 hộp là cùng thôi, của đợt sự kiện đặc biệt. À, đợt Noel vì nó không có top nạp. Sau đó mình lấy rất nhiều vào đợt Tết, đợt có đua top nạp ấy. Thì lúc đấy nó kiểu thoải mái tiền nó sẽ hay hơn. Đấy là nói với câu chuyện là người nhiều tiền nhá. Còn nếu ít tiền thì thôi kệ. Còn nếu người ta thích nạp thêm vào để hoàn thiện luôn thì mình hoàn thiện luôn. Thì đấy mình trao đổi lại. Chứ còn thực ra bây giờ nếu mà không có đua top nạp thì đấy là hoàn thiện luôn sớm nó hơi phí. Nó hơi phí. Nhưng tất nhiên là cái đấy phải chấp nhận. Muốn đua top phải chấp nhận phí. Đấy thì tùy. Đấy thì chờ thời gian rồi suy nghĩ lại sau. Còn bây giờ hôm nay xem có thêm cái gì không nhỉ? Bây giờ cái điểm này. Bây giờ cái điểm này mới đau đầu này. Giờ lấy cái gì? Nếu lấy dấu đỏ là bao nhiêu dấu? 693 dấu cũng khá là nhiều nhé. Mà nếu lấy thần thạch thì được bao nhiêu viên? Được có... Thực ra cái này là sấp xỉ 2 viên. Tại vì nạp phản hồi cho thêm nữa thì sấp xỉ 2 viên. Có thể nói là làm tròn được 2 viên đấy. Nhưng mà nếu không lấy tử hồn thì đéo lên đồ, đéo lên tướng nữa. Có CLC cứ mất nhiều tử hồn không nhỉ? Mình kiểm tra CLC chứ. Thế thì thấy cũng sớm muộn gì cũng phải lên mà. Thế cái này là tốn tử hồn đấy. Này chỗ bên này không có cái đồ đồ tự do có không nhỉ? Để CLC đỡ được chỗ tử hồn này. Mình trao tính năng Haki xem qua tí. Đột phá Haki trước xem. Không có, thì sang bên đột phá Sura nhé. Hai mươi cấp Haki. Nó chỉ yêu cầu 20 cấp Haki level 125 thôi. 20 cấp nãy mình vừa nâng con 20 cấp là con ấy nhỉ, con gáp nhỉ. Thì xem con gáp xem mất bao nhiêu. Con gáp mình vừa lôi ra ngoài rồi. Nhưng mất khoảng tầm 7.000. Nhưng mà thêm con Kaya nữa, mình nâng cả con Kaya nữa cơ. Kaya 12 cấp thì nó ná như con Sabo, ít hơn Sabo một tí. Sabo nãy mình nâng là 15 cấp là mất bao nhiêu. Sabo mình chui ra ngoài, Sabo còn đang giữ thôi. 4.000, à vậy đủ đấy. Nói chung là cơ bản là đủ cho cả Kaya, CLC cái lượng Haki này. Từ giờ lúc lấy được là đủ. Nếu mình không lên thêm tướng nào thì mình lên hai con đấy được, là gần như chắc chắn sẽ kích hoạt được cái sổ tay mỹ nhân luôn. Để bộ mỹ nhân thực ra Akaja mình kích rồi à? Akaja mình kích rồi thì còn mỗi CLC mình thì thừa, vẫn đủ CLC nhé. Căn bản là phải lấy được nó về, áp lực cái câu chuyện lấy nó về. Tầm này làm xong cái đại tác nhiệm vụ hay là nhiệt ký hành trình rồi thì chắc là mình không cần công hiến bằng vàng nữa đâu. Để dành vàng là việc khác thì nó bắt đầu hao vàng hơi nhiều rồi. 22k vàng bắt đầu hơi ít rồi. Đa từ mấy trăm ca vàng xuống bằng vậy là hơi nhiều. Tại vì tiêu nhiều mà, phải tiêu nhiều cho đủ. Rồi sau đây nâng tiếp cái này, đang nâng đều 30 trước. Bây giờ nâng công cũng chả đủ ấy. Nâng công không đủ, ta nâng cả thủ lấy lực chiến rồi. Nâng nó đéo đủ được. Đây, nâng tiếp cái này tí xíu. Ra đa bây giờ cũng tương đối to rồi. Thì người ta bây giờ chủ yếu là nâng đều một tí, đánh nhìn nó trông có đẹp mắt thôi. Hết rồi. Rồi sang tiếp bên này. Cái này bị bí cái điểm, không đẩy nhanh tiến độ này. Không có cái khúc gỗ. Tối nay sẽ đánh thêm một lần bót hội nữa để lấy. Mà cái đấy chắc mình không quay, vì lần trước mình thấy mất nhiều vàng quá, mình chả cố nhiều. Đấy âm thầm mình làm nữa, đấy là một mảnh CLC. Tối nay sẽ đổi thêm mảnh nữa, vì tôi bây giờ mình sẽ cài yến tiệc. Đây là lúc 20:30 như thông lệ này. Rồi tích vào con boss tuần hôm nay là chủ nhật rồi, phải cài nốt rồi sang tuần mới nó mất. Nó sẽ đánh thêm con boss nữa, sẽ đổi thêm được ít nhất một mảnh nữa. Và một mảnh nữa như vậy cũng chỉ được 50 mấy nhỉ. Lần trước đang có 50 mấy rồi. Đang 57 thêm mảnh là 58. Đậu phộng nó làm chậm tiến độ rất nhiều. Nếu có nhiều điểm thì chắc một ngày mình kiếm được khoảng tầm 3 mảnh ấy chứ. Giờ cứ một ngày hên xui một mảnh thế này thì căng thẳng quá. 58 và cận 80, gọi cho làm tròn là 60 thì vẫn thiếu hơn 20. Lâu ấy. Lâu thì không có điểm nhé. Có điểm thì đơn giản. Cái vừa đại chiến chắc để video khác, nhưng mà nếu đánh vào video này nó dài quá. Bây giờ mình đang moi móc một tí cái thứ tinh tinh cho có giải quyết được cái gì luôn thôi. Này, 58.000 có mạng thêm tí cho Zoro, thêm tí máu thôi chứ còn chả biết làm gì. Để thêm một cấp. Cái khắc ấn sẽ có lên cố được này.
Big Mom thêm được một cấp. Mình nhìn qua cái phản hồi, vì thực ra hôm nay là ngày cuối của tích lũy nạp thẻ bên ngoài rồi, tức là sang ngày mai mình sẽ nạp phản hồi mắc vào. Thì nếu ngày mai mắc vào ở đây thì sẽ ăn được cái gì quan trọng? Đầu tiên là 10 mảnh thân thạch thủ này, được thêm đây ở chỗ này là được 39 là 12 nữa. Nhưng thực ra mình sẽ được khoảng tầm 24 triệu bình thường, còn cái tích lũy bên ngoài nữa. Tích lũy bên ngoài ngày mai biết là có cái gì. Hôm nay mình quay video đang quay ngày cuối thì chưa hiển thị ngày mai, thì ngày mai sẽ biết thêm cái gì. Chắc là được thêm khoảng tầm 24 triệu kinh nghiệm ấy. Thì thường là phản hồi 12 triệu với bên ngoài nạp thẻ ngân hàng cốt được thêm 12 triệu nữa, là được khoảng tầm 24 triệu kinh nghiệm. Nhưng xem thứ để dùng luôn, được thêm 1 tỷ berry để dành thôi, chả dám tiêu đâu. Được thêm khá nhiều điểm chiêu mộ, với được thêm cái băng, cái cờ, một túi ma khí, rất nhiều chiến công, những cái này rất là ngon. Nên nhiều khi mình chả muốn mua chiến công hay mua điểm chiêu mộ ở trong cái shop để vì các bạn nạp nó cho còn nhiều hơn ấy. Thứ hai mình cũng không tin là có nhiều người nạp được mắc đều. Nói thật thì mắc đều khó phết ấy. Nó cứ tính mỗi ngày mất 3 triệu đều, thực ra là mất hơn. Thôi tính cả chiết khấu và coi như tiền chiết khấu ăn lễ bao đi, thì gọi là 3 triệu một tuần. Có những tuần thì lên tận 5 triệu, có những tuần là chả biết là sự kiện gì không tiến nhảy lên 5 triệu, mình chả hiểu lắm. Như vậy thì cứ 3-5 triệu đều như vậy thì nói thật là cũng rất áp lực cho rất nhiều người chứ. Nên thành ra thôi bảo tinh thần là như thế. Áp lực phết đấy. Nhớ chung cái quà này chủ yếu lấy kinh nghiệm bảo thạch để nâng cấp bảo thạch thôi. Chứ còn thực ra với cái kia cũng chả dùng được gì. Bây giờ đừng thêm một túi này 50k, mình cần toàn trên 100k một túi chả giải quyết được vấn đề ấy. Nói chung thiếu nhiều, nói chung cũng phải từ từ. Ok, nó không cho mình tăng trưởng quá nhanh đâu. Rồi tiếp tục bây giờ xem còn cái gì nhỉ. Vừa Dark Ma rồi gặp tình trạng là đéo hạt giống để mà trồng nhé. Cái hạt giống này nó chưa đủ level để trồng, này ấn vào thấy không trồng được hạt giống này, nó chưa đủ cấp để trồng. Còn cái hạt giống bình thường bây giờ thì hơi ít rồi. Tức là mình quên không tính cái trường hợp là không đủ hạt giống. Còn mua thì mua được thôi, nhưng mà mất hơi nhiều vàng cũng không dám mua ấy. Tại bây giờ mua vào đang tiêu nhiều thứ quá, mua vào nó hơi cao. Mấy cái quà là quà random ấy, có thể có quà ngon, quà lởm ấy. Thì ra cũng không muốn mua nhiều, tức là thỉnh thoảng cũng mua thêm một tí. Nhưng mà thỉnh thoảng mới mua thôi, còn không mua nhiều. Thì mua nhiều đôi khi quà nó may ra quà cùi cũng phí. Cái túi chọn đá nguyên tố này hiện tại vẫn là phải chờ nguyên tố đủ đấy. Nguyên tố này chưa đủ được, bây giờ có 16k thôi. Còn cái bây giờ cái men trận bảo thạch hiện tại mình xem may ra lên được viên nào nó không. Tại vì cái men trận bảo thạch hiện tại thì mình đang bây giờ ấn một berry thôi. Tại vì hiện tại bây giờ mình thấy là cũng hòm hòm rồi. Bây giờ cần kinh nghiệm nâng level trước. Khi nâng ở nhiều viên level bắt đầu mới cần cái lượng này để nâng tiếp lên bậc. Nên ra giai đoạn này mình cứ giảm tải cái nick này một chút xíu. Chứ còn thực ra cứ không phải nhiều vàng cứ tiêu tràn đâu, cũng phải giảm tải bớt cho nick này khá nhiều đấy. Tại vì nếu đúng cái tiêu chuẩn mà rút ngắn thời gian của mình ấy thì nick này một tuần đốt khoảng tầm 100k vàng một tuần mất. Mà cứ đốt như vậy thì hơi áp lực, tại vì game bây giờ nạp mắc một tuần có khoảng tầm 30-35k vàng. Bây giờ ông toàn bắt tiêu tận 100k vàng nữa, áp lực cho chủ nick quá. Mặc dù có đéo phải tiền của mình hay bảo các bạn ấy không phải tiền của mình, nhưng mình thấy nó không hợp lý lắm. Thứ hai là cứ làm như vậy thì cũng chả đuổi kịp mấy top kia nhanh đâu. Tại vì bạn nạp vượt được thì mấy ông top đầu người ta cũng nạp vượt được. Top đầu nó đẳng cấp nó khác, nó không giống người chơi bình thường. Còn với những người chơi bình thường nạp thỉnh thoảng mắc một lần, thậm chí là không nạp tinh tinh ấy, thì mình đã out trình họ rất nhiều rồi. Cái nick này đã thừa mạnh so với họ rồi. Bây giờ vấn đề của mình là đọ vui vui trong giải đấu tinh tinh nhé, không phải đánh triệt hạ nhau mà là đọ vui vui thôi. Thì đọ kiểu đấy thì nói thật là cũng phải từ từ, không vội được. Bây giờ vội biết vội làm sao, không thể vội được. Bây giờ mình xem có đổi cố sang viên bậc 2 nhé. Và quy đổi bảo thạch. Thần thạch hiện tại nếu mà đổi viên công thì nó cần tận 68.000 tích điểm chưa đủ rồi. Còn nếu mà viên thủ, một viên thủ ở đây thì cũng chưa đủ, 48 ở đây 58, thiếu một tí xíu nữa. Còn hai cái nguyên liệu kia thì có lẽ là thừa đúng không? 85-50 cái này đủ thêm viên rồi. Nếu mà viên công thì đang hướng đổi viên công nữa. Tại vì đang chơi hai đam tuyệt chiêu, hai đam ma công với một đam vật công. Vật công với tuyệt chiêu ma công như có ít nhất một viên rồi, nhưng có cái viên còn lại cho cái con còn lại như thiếu một viên. Thì xem thử nếu mà đổi cái này thì cũng cơ bản là đủ hai, chủ yếu là đủ tích điểm bảo thạch thôi. Rồi lại chờ thêm, chờ thôi, bây giờ học cách chờ thôi. Còn nguyên tố cái lượng kinh nghiệm nó ít quá này không nâng được. Trời ơi, không nâng nổi. Viên này 30, viên Robin đang 29, có đủ lên 30 chưa? Chưa đủ nha, nó cần 36, mình có 19 thôi, thiếu nhiều lắm. Nên thực ra nhiều khi bảo muốn mua vàng cho nhanh như thế, tại vì thực ra bây giờ nhặt bao giờ cho đủ được. Còn cái gì nữa không nhỉ? Mấy cái linh tinh nữa mình tự làm sau rồi mình xem cái gì ấn được luôn thì ấn. Những cái gì nó chậm chậm mình cứ từ từ. Tuần này mình đang đề xuất bán cả đan pet chính nữa, mà nếu giả sử vàng ít thế này không biết có đủ mua đan pet chính không nữa chứ. Tại vì phải hoàn thiện con pet cho nhanh chứ chờ nó lâu. Rồi đây còn một bằng vầy điểm nữa thì kéo nâng thêm tí dấu đỏ đi. Tại vì giờ cũng cần nhiều kinh nghiệm nâng bảo thạch mà. Giờ còn 600 bao nhiêu cái mình xem nó làm sao lên thêm một cấp thôi. Mình nghĩ hôm nay lên thêm một cấp là được. Còn lại để nâng bảo thạch. Giờ nâng cấp này đây mình đang có một cái viên này 45, mình chưa lên 46, tức là mình sẽ còn là 1 2 3 4 5 6 7
7 trận hình. Lấy máy tính dạo này tính rốt quá. 7 x 65 là bao nhiêu nhỉ? Chờ tí bật máy tính lên nhé. Nói chung là cứ ngồi mà tính thôi. 7 nhân với 65 bằng 455 đấy, có sẵn 20 viên, nhìn lại đúng 20 nhỉ. Nhưng có sẵn 20 dấu đỏ rồi. Đây, trừ đi 20. Vậy đổi lấy 435 dấu đỏ đi. Nói chung cứ nâng ít một cũng chả vội đâu. Nguyên liệu. Nó bảo mình không đủ kinh nghiệm bảo thạch nâng thần thạch sớm thì mình cũng phải nhúc nhắc một tí. Cứ cái này một tí, cái kia một tí cũng chả được. Còn đổi cờ nó tăng thuộc tính tổng nên không tăng những cái linh tinh kia, nó mới khó. Bây giờ thiên phú khá là cao rồi, cũng từ từ thôi. Mình muốn vọt thiên phú linh tinh để cho cái thương thành trong cái tuần sự kiện đua top nạp ấy. Cái tuần đấy tiêu thật nhiều vào nâng thiên phú sau cũng chưa muộn. Chứ bây giờ nạp tầm tiền này, nó tầm tiền tiêu này nó không phải quá nhiều. Thì lên được 1-2 cái cờ thì nó không khác biệt gì mấy. Nhưng mà cái đợt đua top nạp mà đổi ra cờ thì có vẻ nhiều hơn. Thế thôi cứ lấy cái này 435 đi. Sau mình vào nâng cái trận hình lên một cấp, mình nghĩ hôm nay nâng tầm đấy là được. Này đang 45, muốn cho tiết đến 46 nhé. Và bạn thấy là cái lượng này nó sẽ tương đương với cái lượng nâng đến tầm này, nó tương đương cái lượng hôm đấy bị ấn nhầm ở cái trận hình đầu đấy. Thế ra bảo cứ từ từ đâu vào đó hết, không vấn đề gì cả. Nâng chuẩn thì nó hay hơn, lỡ ấn nhầm thì sửa từ từ thôi. Không vấn đề gì cả. Lại tăng tiếp không? 185, sấp xỉ 186 rồi nhé. Lên tăng đến 3.400, mà thấy nó nâng càng cao càng tăng nhiều. Thế ra nhiều khi mình vẫn muốn khai thác tí cái chỗ dấu đỏ là thế. Ngày xưa dấu đỏ không đáng bao nhiêu, mà cách đây vài năm nó nâng cấp lên tăng nhiều lắm. Ông nghĩ hôm nay tầm này là hôm nay là cũng tương đối ổn đấy. Mình nghĩ chắc cũng không cần thiết phải quá cao. Báo danh tí cái lôi đài cho nó vui thôi, chứ giờ xong nhật ký hành trình thì cũng chẳng cần ai báo danh rồi. Thì cũng chả cần nâng nhiều quá làm gì. Khắc ấn là xử lý rồi này, hải hồn rồi này, nguyên tố thì đéo đủ. Mạ vàng rồi đấy, những cái tính năng có thể xử lý được tinh bàn chưa đủ rồi. Và như hôm nay mình cảm giác là hòm hòm đấy. Tí quà thân mật xong lên tí thân mật là chopper. Chopper nâng cấp 74. Bên này vàng đắt, mình không dám dùng vàng nhân thêm phần trăm, chứ nếu mà dùng vàng nhân phần trăm nó tốn quá ấy. Là cũng là mình chơi mỗi một nhà phát hành mình lại chơi kiểu khác nhau nha. Tại vì các bạn nó tốn kém khác nhau. Sau đó tùy cái chủ nick đấy đầu tư bao nhiêu tiền cũng lại chơi khác tiếp. Nên thành ra bảo nhiều khi phải biết rằng người ta đang chơi cái nick tầm như thế nào để đánh giá. Không, nhiều bạn cứ xong một đánh giá thì tại sao tiêu hoang thế? Bảo như một tầm người ta được như thế. Nick khác người ta tiêu khác. Đây 74 này. Bên này cũng 74 vậy thôi, cứ để từ từ đã. Chưa tăng được mấy. Đây ngó qua báu vật lần nữa xem con vét cái báu nào nó trống. Giờ đi vét báu trống này mấy sao cũng được. Đánh không muốn bon chen được mấy cái xung đột đánh quanh ở đây. Mặc dù mình mạnh hơn đầy người, mình chỉ thua vài top đầu thôi. Đây được cái này 3 sao. Ăn tạm. Chứ còn mình thì mình nói thật là 5 sao thì chưa chắc mình ăn được, nhưng 4 sao mình đủ tầm để ăn đấy. Nhưng mà thực ra thôi nghĩ là thôi tránh ấy. Cho đến khi nào cảm giác không tránh được nữa, tại vì đây server này một số bạn bảo mình có nhiều người Trung Quốc chơi, mà Trung Quốc hay đánh với ông tốt Việt Nam ấy. Đôi khi có thể bị vạ lây ấy. Thì cái đấy trường hợp đấy phải chịu. Lúc đấy bị vạ lây phải đánh nhau thì chịu. Và bình thường nên tránh, bình thường mình chủ trương là tránh mà. Mình dây dưa làm gì, mình làm YouTube mình muốn nhiều người quý mình, nhưng mình không muốn đánh nhau nhiều nên người ta ghét mình đâu. Trường hợp nào đánh tức là trường hợp đấy còn như phải quá đáng lắm người ta mới đánh ấy. Chứ còn bình thường không đánh đâu. Đánh làm gì? Đánh mệt bỏ xử được đấy. Thế là kết lại video này, mình sẽ vào đánh tí trong đại chiến trên thế giới nhé. Hôm trước ai đánh tụt xuống hạng 13 mình đánh lên đó. Đầu tiên đánh nhẹ nhàng bạn chùm trước đi. Nói chung mình giờ mình khỏe lắm. Mình mạnh hơn rất nhiều người rồi. Nói chung là sổ tay là một những cái mà khắc phục khó nhất. Tại vì đơn giản là nó dính đến nhiều tướng. Mà nhiều tướng nói thật đấy, không nạp nhiều tiền không lên được đâu. Nên thành ra với những nick này nạp nhiều mình nghĩ việc kích hoạt sổ tay. Còn nếu mà bạn nào đó chơi tầm yếu yếu mà bảo mình sửa nick linh tinh, mình không bao giờ kích hoạt sổ tay. Tại vì mình biết là các bạn tầm tiền ít không đú được sổ tay. Còn đây nick này tầm tiền nhiều mình chấp nhận là có thể hôm nay lên tướng chậm một tí để đú sổ tay lên nhé. Tại vì đơn giản mình thấy nick này có tiềm năng làm được điều đó. Còn nick bình thường mình không đú đâu, tại vì lúc bình thường mình trở bạn lên con tướng mới nhất, xong dùng cái lợi thế của tướng để dùng hiệu ứng để nhây với địch. Chứ còn mình không hướng các bạn là kích sổ tay lên chỉ số, tại vì lên chỉ số là con đường rất là tốn kém và đòi hỏi bạn phải rất là cứng về tài chính mới làm được điều đó. Còn đa số các bạn chơi ấy, là lên con tướng meta mới nhất để dùng nó để lấn át người khác và dùng hiệu ứng chứ không dùng về sức mạnh.
Chứ dùng sức mạnh thì nó khó. Còn đây nick này mình hướng đến là vừa hiệu ứng vừa sức mạnh, tức là vừa lên tướng mới nhất để lấy hiệu ứng ngon nhất, lại vừa nâng cả sức mạnh để tăng sát thương lớn nhất, và nó tốn hơn rất nhiều so với nick khác nhé. Nên mọi người hiểu vấn đề như thế. Nên có những cái người này làm được, người khác không làm được, nó phải chấp nhận điều đó. Mình phải xem cái tầm tiền mình ở đâu nhé, quan trọng phải biết tầm tiền mình ở đâu. Chứ không phải thấy người ta lên sổ tay, mình cũng lên sổ tay, không lên được đâu. Nó thật nhiều con tắt lắm, ví dụ con Sabo ấy, vèo phát mất 40k vàng. Nếu bạn là người nạp ít hoặc không nạp ấy, ở đâu ra 40k vàng? Bạn chỉ có khoảng tầm 10k vàng để mua quỹ, tiết kiệm lắm thì giỏi lắm lên được 20-30k vàng là cùng. 40k vàng có số rất là to nha, chưa kể điểm chiêu mộ, tinh tinh nó tốt lắm. Thì cái ví dụ nick này nạp đều một chút điểm chiêu mộ nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà với nick nào không nhiều nó thật nên điểm chiêu mộ là có số rất là to ấy. Kể cả người ta không đua cây ác ma nhưng mà kiếm cái điểm chiêu mộ cũng khó, người ta phải làm nhiệm vụ hàng ngày rất là chăm chỉ mới được có mấy trăm điểm, cùng lắm đến 1000 điểm là cùng, nhân lên bao nhiêu ngày cũng rất là tốn đấy. Thì ra nhiều khi phải đánh đổi rất nhiều. Còn Haki thì nhẹ, Haki với con Sabo thì nhẹ, nhưng mà tuy nhiên là những cái khác rất là tốn. Và thời gian nick này nạp đều nó bút túi Haki cũng nhiều. Chứ còn nếu dùng nạp ít thì tự nhiên mà đào Haki một ngày được mấy trăm Haki giải quyết được cái vấn đề quá hay đâu không. Nói chung là nhiều cái nó tốn kém lắm, nên bảo là không áp dụng cho số đông được. Còn team mình thì chủ yếu là Big Mom nó sống cân chính thôi, mấy con kia nói thôi nó chả sống được đâu. Đa số vẫn chết thôi. Tại vì cái tầm mà mình đang đánh tầm top 10 những người rất là mạnh, người ta thừa sức bắn những con yếu yếu của mình được. Ở đây mình dồn rất nhiều cho Big Mom nha. Và Big Mom cái hiệu ứng của nó cũng trâu bò dẫn ấy. Nó vừa khả năng khống chế địch, bất động địch này, nó vừa khả năng tạo hư vô, xong rồi vừa tạo vách sắt cái linh tinh để kháng sát thương của địch. Nên chỉ sợ bị khống chế đứng yên một chỗ thôi, chứ còn về mặt sống sót sinh tồn nó rất là cao. Và từ thấy bạn thấy nick này mình chơi có mỗi hình tướng cân team nên mình có chơi được nhiều tướng đâu. Thỉnh thoảng có thêm Zozo sống được một tí, Robin sống được một tí, còn đa số Big Mom nó sống, mấy con kia nó sẽ chết sớm đâu. Còn nick này đôi khi mình nâng cả thủ nữa, tại vì đơn giản cái thời đại con Usopp ấy, thủ yếu nó bắn cho vỡ mặt. Mà con Usopp là con của dân free lên được, nhưng anh em chơi cầy chay nạp ít mà người ta chơi đủ lâu ấy, người ta có thể lên con Usopp rất là khỏe. Đó lý do vì sao mình vẫn muốn nâng đều, một phần là lấy lực chiến lên cho nó oai, thứ hai là lấy cả chỉ số thủ nữa, vì thường nâng thủ sẽ rẻ hơn nâng công, để làm sao mình đỡ bị Usopp bắn chết. Nên sợ Usopp bắn lắm, và thấy nhiều con Usopp nó bắn cho te tua luôn đấy, nhiều khi cũng muốn cản trở bớt lại một tí xíu. Còn Dam thì một mình Big Mom mà đủ cân cả CV rồi, đúng không? Còn chỗ còn lại thì tính sao? Trong quá trình tu sửa nick này nó dính một số cái giải đấu, mình quay luôn giải đấu vào trong này luôn. Thì mình không tách thành một video riêng theo một cái chủ đề riêng, mà sẽ tách chung, gộp chung trong cái video sửa nick. Tại vì xác định nick này sửa cả năm trời cơ, trừ khi có biến cố gì đó chủ nick không chơi game nữa. Còn nếu vẫn chơi game tiếp mình xác định sửa cả năm trời, nên ra mình cho tất cả thứ liên quan nick này vào chung cái series này luôn nhé, cho nó gọn. Chứ còn tách ra nó phiền, nó chẳng lẽ tách ra tổ đội chiến mùa mấy, vương giả chiến mùa mấy nó phiền, nên gộp hết trong cái này luôn. Đằng nào mất công vậy đấy, là lại video xác định lên trễ khoảng tầm nửa tháng đến một tháng nhé, thì nó sẽ có sự delay một chút xíu, do mình rất nhiều game phải đẩy lên game này, lúc mình đẩy game này trước đẩy game trước, vì nhiều game online ấy, thì có những cái nó qua rồi kệ đi, cứ từ từ cũng được, nó có thể cho một số cái khác nó lên trước cho nó kịp nóng hổi tí, cho nó kịp, nó theo kịp xu hướng một tí, còn số cái khác mình sẽ đẩy xuống. Thôi bị khống chế mất Big Mom này hơi nguy hiểm nha. Khống chế Big Mom là rủi ro thua đấy, nhưng mà đánh lại chắc chắn sẽ thắng thôi. Cái giống này chỉ đen vì hiệu ứng thôi. Nếu mình bị khống chế liên tục ấy thì mình phải đánh lại mấy lần spam để win thôi. Còn nếu mà mình may mắn mình không bị khống chế nữa thì mình thắng được. Còn phát này nguy cơ bị khống chế rồi. Phát này lo lắm, cả Zozo cả Big Mom thì khống chế, phát này nguy cơ thua cao ấy. Phát này nhiều khả năng mình sẽ thua phát này, mình đánh lại sẽ win thôi.
Tại phát này nó bản luôn Big Mom mình nó vào hư vô với lại vào vách sắt hơi ít, để nó bị dính hiệu ứng hơi nhiều. Nó này ấn hoàn thành chắc tỷ lệ cao là thua, vì khống chế nhiều, nó đánh lại phát nữa nhé. Thế ấn hoàn thành luôn cho nhanh nhé. Chỉ muốn xem có tỷ lệ hiệu ứng như nào. Ô chết, bỏ mẹ đơ rồi à. Để mình đăng nhập lại game nhé. Gần chốt video còn đơ hình nhé. Game 13 năm kinh nghiệm nó vẫn đơ. Không biết sang năm thứ 14 nhỉ, chắc là tầm 13 năm tuổi. Một trong những game mà sống tương đối lâu nhé. Nhưng mà tuy nhiên nó toàn đơ hình thôi, tắt tắt đi vào lại. Vừa sửa nick xong đánh ngay trận đầu đã thua. Đèn thế không biết. Ô vẫn thua. Vãi trưởng, thua hai lần liên tiếp à. Chẳng lẽ giờ mình yếu đi à, sao mình sửa lên lại yếu đi nhỉ. Sửa lên mà còn yếu đi mới sợ. Vào tạm Vega Punk đi lúc thời gian chờ. Để đánh kiên trì spam lần thứ 3 cho win nhé. Chẳng lẽ kiên trì đánh lại không win được. Này vẫn chưa lên được cấp 2, cái con đường lên cấp 2 còn lâu lắm. Hai nghìn bốn, thôi chắc bỏ qua vấn đề lên đồ. Tầm này lên đồ căng, mình ướm thử cái đồ xem có đủ nguyên liệu. À, nào mất công đang chờ thời gian nó đếm ngược, nó đỡ tốn vàng bỏ qua. Vào phối đồ cam xong chế ám kim mình xuống cái đồ cao nhất đi. Cái này đầu tiên là mình không đủ quặng này, cái này vẫn thiếu nhiều lắm. Còn bên cái ma khí ấy, ma khí còn thấp thế rồi. Ma khí ở đây mình có lấy thêm túi ma khí chưa chắc mình đã đủ nguyên liệu đâu. Thôi để từ từ đấy. Còn cái vũ khí thì không muốn nâng lắm thì các bạn mặc dù vũ khí đủ này, hay nâng tí vũ khí. Các bạn mình không chơi đam vật công hiện tại thì chẳng muốn nâng, thôi cứ để vậy là. Còn 59 giây nữa chờ tí. Làm qua tí nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây hiện tại làm nhàn. Mỗi lần nhiệm vụ cho thêm được có 500 điểm chưa bộ. Nói chung nhịn càng lâu điểm càng nhiều thì độ an toàn càng cao ấy mà. Tại mình cần cái quả tên lửa đầu tiên phải chắc chắn ấy. Và thực ra bản chất nick không có tên lửa đánh vẫn mạnh nhá. Thì có tên lửa nó chủ động hơn. Có trường hợp xấu mình cảm giác lên tên lửa khó quá, chắc mình nghĩ đến việc lên quả thiên long. Cho nó chủ động, quả thiên long là có tiền là lấy được. Thiên long là có tiền lấy được, mà tên lửa là có tiền mà đen là vẫn mất. Thì có thể nhiều khả năng mình nghĩ quả thiên long kết hợp với chi thức cũng được. Chứ không, tại vì mình xác định là dồn cho con đầu tiên là lực chiến mình to, mình hay được đánh trước. Còn những ông nào lực chiến to hơn mình ấy, thì đa số là mình người ta mạnh hơn mình rồi. Nên là chuyện thua là chuyện bình thường. Còn những người yếu hơn mình đánh trước thì mình có thể hoàn toàn để cho Big Mom dồn nộ sớm ngay từ tâm một được. Thì đấy không sợ hiệu ứng gì nhụt chí cái thứ cả, đúng không? Mình có thể phủ đầu địch được luôn. Nên là ra mình có thể chơi kiểu đấy. Chứ không nhất thiết phải lấy quả tên lửa về. Tại hiện tại quả tên lửa đang làm mình khó khăn trong vấn đề chi tiêu rất nhiều. Và tất nhiên mình vẫn sẽ muốn có, mình đang cần căn thời điểm. Lúc đầu mình định lấy luôn, nhưng mình thấy mình phát hiện ra một điều, chủ đích này mới toạch cái mùa gần nhất, tức là hết 3 điểm thôi. Nên thành ra mình suy nghĩ lại một chút xíu thôi để lùi đi 1-2 mùa. Bây giờ lên luôn cũng không lên được cơ. Lên luôn giờ rủi ro rất lớn. Còn nếu chủ đích mà chưa đua mấy mùa gần đây cơ thì mình có thể đua luôn mùa tiếp theo luôn. Nhưng đây mình thấy điểm ít quá, không chơi kiểu đấy được. Chưa có mèo gì nữa. À, cái mèo hoàn thành chậm 1. Rồi quay đây đánh thêm phát nữa chứ. Chả lẽ đánh 3 lần thua cả 3. Chả lẽ mình lại yếu đi như thế. Đội hình thì vẫn như thế, tại sao lại yếu đi hay người ta mạnh lên ta? Người ta mạnh lên hay mình yếu đi? Ý chỉ thiếu chút may mắn thôi. Cái đam vẫn thấm lắm mà. Năm 68 cái game nó ra lâu đời nên bạn thấy có những nick người ta không chơi những con siêu tướng mới nhất. Người ta vẫn thể đánh những nick kiểu chơi phèn phèn những nick này. Mà dù nick này chắc chắn là tướng xịn hơn hẳn, đúng không? Nhưng mà vẫn bị thua bình thường. Tại vì đơn giản người ta đánh cái độ lâu đủ lâu ấy. Đủ lâu để khỏa lấp cái khoảng cách tiền ấy. Nhưng chắc chắn là mình cứ chơi đều, chắc chắn mình sẽ đánh được nick này. Thậm chí mình đã từng đánh được rồi, chẳng qua nó kiểu đánh chưa phải 100% ăn ấy, nó vẫn có rủi ro thua ấy. Còn đánh về đường dài, nếu người ta không nạp thêm nhiều hơn thì hiện tại mình thấy người ta có con kinh. Nếu giả sử người ta không lên được các con siêu tướng mới sớm hơn ấy, và khi mình có thêm Kaido thứ vào mình đập ấy, thì chắc chắn là ngày đó mình thắng nick này. Nhưng mà thắng này thắng kiểu tỉ thí vui nhé, chứ không phải triệt hạ gì nhau nhé. Mình không có chủ trương triệt hạ mọi người, mà đơn giản mình kiếm những người mạnh hơn mình để mình test để thể hiện cái sức mạnh đã tăng trưởng. Chứ còn thực ra người ta chơi được quyền người ta, ai đi phá người ta làm gì, đúng không? Chả phá làm gì cả, chẳng qua muốn xem để test sức mạnh thôi. Thì áp lực lớn nhất bây giờ mà sao Big Mom của mình không dính hiệu ứng là được. Nó dính hiệu ứng thì mình thua, không dính thì mình vẫn win thôi.
Tại lúc nãy xem chiến báo nãy mà thấy bị hỗn loạn liên tục thì không thắng được. Còn nếu bây giờ không bị hỗn loạn thì cứ đam về cứ giết từ từ thì địch chả chết. Sợ bị khống chế thôi. Còn nick mình thì nói chung xác định tên một đánh thường thì thường tên hai sẽ độ, mà kể cả đánh thường tiếp cũng chả sao ấy. Mình chỉ cần đừng có khống chế là được. Rất nhiều nộ nên không vẫn nộ bình thường vì do tân 1 bị đánh thường rồi. Mình đập chết được mạng đầu tiên của Usopp chắc chắn là sẽ hồi sinh tiếp Usopp thôi. Này có vách sắt các thứ đi yên tâm rồi. Mình chỉ cần Big Mom sống thì mấy con kia nó sống hay chết không quan trọng lắm đâu. Tại vì đam nó cũng không to ấy, đam nó không to lắm thì sống thì cũng thế thôi. Phát này có hy vọng win rất là cao, nó chỉ là chút may mắn thôi. Hiệu ứng nó thời buổi hiệu ứng thì nó đen. Do mình chưa đủ cứng hoàn toàn ấy thì mình chấp nhận rủi ro thì quả nó thua. Nick này thì mình làm content nick này mình thích một cái bên cạnh việc vấn đề đầu tư nhiều, vấn đề còn lại là do bạn ấy bận quá mà không chơi được nên mình có thể quay bạn xem gần như tất cả quá trình tu sửa nó được để bạn hình dung nó dễ hơn. Chứ còn thực ra bây giờ thì nó thật bây giờ nhiều khi bảo tự nhiên hôm nay tôi có cái này bạn không biết kiếm từ đâu, ở đây mình có thể cho bạn gần như quá trình mình kiếm từ đâu. Nó sẽ chủ động với bạn hơn. Và tất nhiên là không phải cái gì làm nick này mình cũng quay, có nhiều cái làm vu vơ mình chả quay đâu, nhưng mà từ ra mình đang cho bạn xem tương đối một tí xíu. Giờ còn mình có main thì win chắc chắn không, nó chỉ là một cái tai nạn nhỏ bị thua một cách oan uổng nữa. Còn cái này chung là cơ bản là win ngay mà. Đấy, win ngay thôi. Thử đánh bạn hạng 5 rồi có win đấy. Chắc ấn hoàn thành rồi nhá, video hơi dài, mình cũng bận việc khác, mình đi làm việc khác đó. Thua, thôi không sao. Nhưng lấy spam nhiều lần là khá win đấy, thời nó không tranh nhau nhiều lắm đâu. Rồi ok, tạm thời video mình kết thúc ở đây đã nhé. Để video nó khá là dài, mình nối 3 ngày liền rồi, để kết thúc video ở đây thôi. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé.